Dạ em xin chào anh chị, đây là Lishibo Moto. Dạ. Hôm nay cũng tình cờ em đi vòng vòng em bắt được con cọp này anh chị. Dạ. Anh chị cô chú mình coi định giá giúp em thử xe này nó bán cỡ bao nhiêu là được anh chị ha. Dạ. Con xe này thì 2012 nha anh chị. Đó, đồ zin mới zin còn mới tinh hết, nói chung xe mới lấy chưa có rửa ráy gì luôn, mới vừa lấy về nóng phỏng tay. Đây. Dạ. Số máy là 1114 nha anh chị. Phuộc là mới tinh hết nè. Đó, số máy 1114. Rồi xe này thì lên smart key đồ các thứ ha. Đó thì xe mới lấy về anh chị định giá giúp em thử là cái giá bao nhiêu. Dạ. Đây. Biển số nó thì sao nó cũng kỳ lạ quá. Sao nó đều đều nhau thì cũng khó chịu quá anh chị. Dạ. Biển số tứ quý anh chị cô chú mình ha. Dạ. Thì hôm bữa có cái chú kia chú cũng qua chú đem sẵn tiền rồi. Bỏ sẵn tiền trong cốp xe Vision luôn á. Hỏi em chiếc 57879 nhưng mà chiếc đó bị đặt cọc mất. Cũng tiếc chú, tại vì chú gọi em lúc chiều xong rồi vừa gọi xong mới có người đặt cọc, cái chú chạy qua em cũng không biết, em không báo lại được chú. Thì anh chị mình mà tìm xe á, ví dụ như anh chị trước khi đi anh chị báo em tiếng để còn xe không em báo cho anh chị khỏi mất công chạy qua tới nơi là chạy về. Dạ. Đây là chiếc xe chưa qua rửa ráy gì hết ha, mới lấy về nha anh chị. Dạ. Đèn đuốc cũng còn rất là đẹp. Xe 2012 nhưng mà người ta đã biển số như thế này thì người ta bảo hành bảo trì nó cực kỳ kỹ rồi. Dạ. Đó. Xe còn dơ hầy nè đó, nhưng mà ốc tán nó cũng đều còn đẹp nha, chưa qua làm đẹp, chưa được làm đẹp mà xe nó đã như thế này rồi. Nếu mà vô làm đẹp lên nữa thì xe nó như nào nữa anh chị ha. Đèn đuốc rồi còn mới tinh hết. Dạ. Xe này thì 2012 đó. Dạ. Đó. 1114 thì gần như là nó hết luôn rồi. Dạ. Nó hết đời luôn anh chị ha. Đúng rồi, xe cái biển số nó khủng thiệt. Biển số này là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Anh chị nào mà mua xe này, chạy xe này thì em nói thiệt với anh chị là được cái biển số là anh chị chạy vừa làm của luôn á. Đẳng cấp nhất nhì Sài Gòn này chứ không phải là vừa đâu ha. Dạ. Nhất nhì Sài Gòn mới có xe này chứ không phải là vừa mà có xe này đâu. Dạ. Thì xe này thì nói chung là nhiều anh em ở mỗi cái sở thích, mỗi cái đam mê, mỗi anh chị cô chú đam mê khác nhau. Giống như mấy anh em trẻ thì mấy anh em lại thích Sibo và Z Satia thì nó cũng tầm 400 mấy. Rồi mấy cô chú anh chị đứng lớn tuổi tí thì mình lại thích những cái mẫu này, và mấy cái mẫu này nó gọi là siêu phẩm rồi, cực phẩm. Mấy chiếc xe này giờ gọi là có 102. Dạ. Xe có 102 luôn. Đó. Tứ quý 6 mà thêm số 8 nữa, yên bọng rồi cũng còn rất là đẹp. Xe này thì em khỏi cần nói luôn. Thì thưa anh chị là xe còn zin hết nha, nắp chao zin chưa mở luôn. Mấy xe này thì ai đi đâu làm gì đâu. Dạ. Sẵn mở ốc thôi em mở luôn cái nắp ra cho anh chị xem luôn đi. Đó, cho nó tường tận ha. Đó, xe zin nè anh chị thấy nè, chưa qua làm đẹp, chưa rửa ráy gì hết. Đó, một chiếc xe rất là đẹp, quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Dạ rồi, thì với một chiếc xe như thế này anh chị mình anh chị cô chú mình thích thì anh chị cô chú mình alo em ha. Dạ, thì em cũng có một cái giá công khai luôn là 510 triệu nha anh chị. 510 triệu cho một chiếc SHI 212 1114 3 số 1 số 4 nha. Dạ. Anh chị mình thấy cái xe này là gọi là quá khủng nè, tại vì em cũng không biết nói gì nhiều nữa hết. Ốc tán còn quá đẹp luôn. Dạ. Xe mới lấy về mà như thế này. Nói chung mấy chiếc xe này thì quay cho anh chị xem tham khảo thôi, chứ thật sự ra để nói chiếc xe này thì
không biết nói gì hết. Dạ, nói thiệt là gọi là cạn lời luôn, không biết nói gì luôn. Dạ. Dạ rồi, em công khai giá là 510 triệu nha anh chị. Dạ. Về chất xe thì em có quay xương xương cho anh chị xem rồi. Xe thì nó giá trị cao. Dạ, nên là anh chị mình thích xe này thì anh chị mình alo em ha. Dạ. Tại vì xe giá trị cao mà mình tốn cuộc gọi nó không có nhiều đâu anh chị. Có gì anh chị gọi em ha. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Và anh chị tìm những xe siêu phẩm như này, hoặc là 212, 2 số 1 và những xe đời cũ luôn, 100 tới 3 số 1 em đều còn nha anh chị. Dạ. Số điện thoại em là 0979 570 189 nha anh chị. Dạ, hoặc là mọi người tham khảo ở địa chỉ là 829 Nguyễn Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú nha anh chị. Lee Sport Moto. Dạ. Nhà xe còn rất là nhiều luôn. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thích thì mọi người alo em nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì dành thời gian quý báu mình để xem hết clip này. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo của Lee Sport Moto. Chào mọi người.